Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Dạ vâng, xin hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Trường Thọ. Và quý vị nhớ trang nhà của công ty chưa ạ? Dạ, princesslife.com. Và số điện thoại miễn phí 24/24 là 800-990-8319. Ban nãy thì là chúng ta đang nói về hai sản phẩm là Flexilin và Arthrolin trong vấn đề mà chữa trị đau nhức và phong thấp. Thì thưa anh John, thường thường đó là ai hay bị những cái vấn đề nhức mỏi này thưa anh ạ? Thì cái câu hỏi của em rất là đúng. Thường đó thì Arthrolin đó, nó thích hợp cho cũng tùy theo, hình như là cũng thích hợp cho mọi người đó. Nhưng dạ, mà vâng, đa số đó thì trung niên trở lên thì những người mới bị cái phong thấp đau nhức nó nhiều hơn. Dạ. Chẳng hạn là những người mà làm trong phòng đông lạnh nè, làm trong nhà hàng, nhà bếp nè, hoặc dạ, là các cô nấu nướng trong nhà nè, cũng như các cô mà làm nail đó em, mình thường tiếp xúc tới nước, hoặc là mình làm trong cái khu nào mà cái không khí nó bị lạnh đó em. Dạ, thì dạ, vâng, chẳng hạn là các cụ các bà làm nông thôn, phải không, cũng dạ, vâng, chửi mưa gió nắng rồi dạ, cũng bị là phong thấp. Dạ, vâng. Cho nên thì cái Flexilin hoặc là Arthrolin đó, cái phổ biến rất là dụng để cho mọi người là dễ bị là phong thấp rồi như vậy. Dạ, dạ vâng. Chắc có lẽ là những quý vị nào mà làm mà cái ngành mà lao động nhiều đúng không anh? Ví dụ như là cleaning chẳng hạn đi em hả? Thì chắc chắn là cũng sẽ dễ dàng bị cái vấn đề nhức mỏi đó. Thì em nghĩ em có một câu hỏi này. Cái phong thấp, cái bệnh đó anh, nó có liên quan đến vấn đề di truyền không? Hình như cái đó chưa có kỹ thuật nào mà nó thấy nó có di truyền, nhưng mà tiểu đường hoặc là tất cả các viêm bi rồi này lại thì cancer này hình như nó có, nhưng mà phong thấp đó thì cái đó chắc không có cái liên quan về cái gia truyền gì, di truyền gì. Nó cũng là tùy theo cái công việc của mình, hàng ngày mình tiếp xúc như thế nào vậy. Dạ. Mà em nghĩ cũng có lẽ là một phần cái sự cấu tạo cơ thể của mỗi người nữa. Bởi vì có những người như Thúy Anh, bữa nay Thúy Anh tiết lộ bí mật cho quý vị nha. Cái cổ của người ta nó hơi cong cong tí xíu. Thì cái cổ của em thì nó lại vài cái xương cổ. Thì khi mà những cái người mà xương cổ giống như vậy thì dễ bị đau cái cổ. Và bởi vì cái dây thần kinh nó chèn ép. Thì cái sự cấu tạo cơ thể của mỗi người cũng rất là quan trọng thưa với quý vị. Và nói về vấn đề mà thuốc, nhưng mà bây giờ mình nói chuyện vui đi. Hồi lần trước đó, anh John có nói về cái vấn đề mà sell team, là mình thành lập ra một cái đội ngũ mà có thể đưa những cái sản phẩm của công ty càng nhiều đến cho tất cả các quý vị mà mình có thể có lợi nhuận. Thì xin anh, hoặc là xin mời anh đi, anh có thể nói cho quý vị nghe. Bởi vì cái kế hoạch này đó thì cũng rất là mới thôi nha. Dạ. Thì cụ thể đó thì lý do làm sao mà công ty đề nghị cái vấn đề đó, bởi vì thấy đó bây giờ những người trẻ đó hoặc là những người nào muốn đào một cái sự nghiệp rất là khó. Thì làm sao mà công ty đào cái điều kiện này, là tức là sản phẩm của công ty, mình không phải là nghĩ là công ty của Princess Lifestyle là của công ty đó. Nhưng mà mình cũng có thể là mình tham dự những cái chương trình, coi công ty Princess Lifestyle cũng là công ty của mình, sản phẩm của công ty cũng là sản phẩm của mình. Mình cũng có thể mua bán sản phẩm của công ty, mình làm lấy cái lợi nhuận của mình. Mình không cần mà để mua thuốc về để đồn kho này, mình không cần là đầu tư cái số tiền rất là lớn. Thì mình là cái thêm sale, mình vô cái website của công ty, mình chỉ có là xin application đó, mình sẽ fill up cái đó. Rồi đó lấy tất cả những cái thông tin về sản phẩm của công ty, giá cả đoạn sau đó. Thì mình có thể là mình làm ngay lập tức cái việc đó được rồi. Chẳng hạn là có những người thân, hoặc là người bạn, hoặc là những người quen, hoặc là người cùng cơ sở làm việc chung đó, thì những người nào mà nó có cần thiết tới cái dược thảo công ty, mình đều bán được. Thì thậm chí là mình còn có thể là những người mà hàng năm mình dùng thuốc của công ty, mình có thể là lấy cái lợi nhuận đó để dùng
coi như là mua thuốc để công ty mình hoặc khỏi trả tiền để mua thuốc để cho mình dùng, phải không? Thì mình ngoài ra mình còn có thể làm thêm cái income của mình nữa. Thì cái việc đó mình đâu có phải cần tới công ty ngồi 8 tiếng mà làm việc đâu, thì bất cứ ở nơi nào thì mình cũng có thể mình bán cái dược thảo của công ty, làm cái lợi nhuận cũng như là cái business của mình như vậy. Và thưa quý vị, bây giờ thì nói chuyện về YouTube thì quý vị lên YouTube quý vị thấy hà rầm luôn. Nhưng mà đúng là như vậy, là nếu như mà có những người mà có khả năng mà có thể truyền đạt những cái thông tin cũng như là những cái sản phẩm tốt, mà có một cái cách giải thích mà quý vị cảm thấy là mình muốn làm được cái công việc đó, mà quý vị chưa có một cái sản phẩm mà là sản phẩm tốt nha quý vị, thì quý vị có thể trở thành ra là một gọi là team, nó gọi là sales team cùng với lại công ty Princess Lifestyle. Và mọi thắc mắc thì quý vị có thể gọi 800-990-8319 để trở thành một thành viên, và chúng ta sẽ giới thiệu những sản phẩm của công ty đến với tất cả những mọi người khác trên thế giới qua màn hình YouTube chẳng hạn, vân vân. Xin mời em có thể bổ túc thêm về điều này. Em nghĩ là nó trong cái lúc này, cái khoảng thời gian này, ai cũng muốn mình tự làm chủ một cái công việc của mình. Thành ra là mình có thể có những cái sản phẩm của một cái công ty nào đó mình mang về, hoặc là mình có, anh John mình có thể giống như là ví dụ như em là một cá nhân, em muốn bán như vậy đó, thì em lấy một cái order cho khách, em chuyển thẳng vào công ty rồi công ty sẽ ship trực tiếp cho đúng họ. Rồi đó, em không cần phải tồn kho, phải không? Để tôi bổ sung về thêm cái đó thì bất cứ người nào tham dự cái đó không cần bỏ một cái đồng xu nào vô để tham dự đó em. Thì tất cả mình không cần là để mua thuốc mình đồn kho rồi sau khi mình mới bán lại. Tất cả hoạt động là do công ty rồi computer nó control hết. Thì cho nên thì rất là dễ. Chẳng hạn là em là cái người giới thiệu hoặc là em là cái người bán, thì trong đó thì em có cái code của cái công ty nó cho là coupon code. Thì em chỉ có là cái người order, chẳng hạn là em là cái người chuyển qua đó, lấy order của cô Thí Oanh như vậy đi, phải không? Thì trong đó có cái code của em. Thì trong đó thì cái computer biết là cái đó là của do em mới lên, là cái người chuyển cái order cho công ty. Rồi trong cuối tháng đó kế toán thì không phải là cuối tháng thì mới khi mà tới cái số tiền đó rồi đó, công ty tự động là chuyển cái check lại cho em rồi. Cho nên thì rất là dễ, không phải là mình nói bán một năm hoặc là vài tháng không có thấy tiền đâu. Mới khi mà tới 50 hoặc là 100 đó thì tự động cái tiền nó chuyển qua cái băng của em rồi. Thì mọi người đều thấy cái đó là thực tế rồi, phải không? Không phải là tôi làm cho vài tháng hình như là không thấy có check của tôi, phải không? Cái đó là mình thấy cái tiền mặt của mình ngay lập tức. Nếu mà mình tới cái mức là 50 hoặc là tới 100 đó thì mình thấy cái income của mình nó vô ngân hàng của mình rồi đó. Vâng, thưa quý vị, chúng ta thấy là quá tiện lợi, phải không thưa quý vị? Và xin được đụng một lần nữa là nhắc với quý vị là trang nhà của công ty Princess Lifestyle là princesslife.com, hay là số điện thoại miễn phí là 800-990-8319. Xin nhắc với quý vị là chương trình sổ số sẽ được quay lòng, quay số và phát cái giải chúng trong năm 2022 vào khoảng tháng 12, quý vị sẽ biết là ngày nào. Rồi chương trình sổ số của năm 2023 thì năm nay có cái hấp dẫn là chúng ta thay vì chúng ta có cái sổ số chúng là những phần thuốc, thì năm 2023 sẽ quay trở lại chiếc nhẫn hột xoàn theo lời yêu cầu của các quý vị trung niên dùng thuốc của công ty Princess Lifestyle. Đôi lời cuối trước khi chia tay cùng quý vị, mời em Lương Mỹ Linh. Xin lưu ý với quý khán thính giả đó là hai loại dược thảo, đó là Flexolin và Arthrolin. Flexolin thì mang số 23 và Arthrolin thì mang số 82, hỗ trợ cho chúng ta nếu mà quý vị trong bị đau nhức thống phong hay là đau kinh niên, đau cấp tính vân vân, hay quý vị bị cao, quý vị bị phong thấp, nhức mỏi, thức dậy thấy đầu gối hay là tay chân hay bắp thịt của mình tê cứng, di chuyển khó khăn, hoặc là thấy bị tê ở trong người vân vân, máu huyết không có lưu thông, hoặc là những cái đầu khớp xương nó bị sưng, thì thưa quý vị, hai loại dược thảo này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị để giúp cho quý vị cải thiện cái tình trạng đau nhức của quý vị rất là có hiệu quả thưa quý vị. Quý vị hãy lên thăm trang nhà của công ty, quý vị sẽ được những chương trình promotion đặc biệt từ nay cho đến cuối năm với những cái ngày lễ lớn. Chương trình promotion rất là có giá trị để cho chúng ta tận dụng cơ hội này để mua những loại dược thảo gửi đến cho mình và tặng cho người mà mình thân trong cái dịp lễ cuối năm này. Quý vị cũng sẽ được tặng những tấm vé số để tham gia vào chương trình sổ số. Chương trình sổ số năm sau sẽ là một chiếc nhẫn hột xoàn giải độc đắc
Tuy nhiên bên cạnh đó sẽ có những cái giải thưởng từ 100 cho đến 500 Mỹ Kim để cho chúng ta có nhiều cái cơ hội để chúng ta trúng thưởng khác nhau, thưa quý vị. Và một lần nữa xin nhắc với quý vị là tham gia vào chương trình số của chúng tôi, tham gia vào những cái chương trình promotion của chúng tôi, quý vị sẽ được hưởng cái phần gọi là free shipping nếu quý vị mua trên một cái giới hạn nào đó. Cái giới hạn mà được free shipping là bao nhiêu thưa anh John? Trên 100 đồng nhỉ? Trên 100 đồng sẽ được free shipping. Dạ vâng. Cảm ơn Lưu Mỹ Linh và em mời anh đôi lời chào đến quý vị. Và chúng ta xin chào tạm biệt quý vị khán giả của đài. Xin chào hai em ạ. Dạ vâng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả các quý vị đến với chương trình Sống Vui, Sống Khỏe, Sống Trường Thọ. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và mời quý vị hãy cùng tìm đến sản phẩm của công ty Princess Lifestyle. Kính chào quý vị. Hẹn quý vị trong chương trình lần tới ạ. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.